Mình coi Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ là một cú ngã, thì cuốn này mình coi nó là một cú lừa. Xin chào các bạn, mình là Châu và chào mừng các bạn đã đến với channel Toàn Là Sách của mình. Ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với mọi người một quyển sách trinh thám nữa. Đây là cuốn về trinh thám thứ hai của tác giả Keigo Higashino mà mình đọc. Trước đó thì mình đọc cuốn Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ. Mình đã review quyển đấy ở trên kênh này rồi. Và nếu như mà các bạn đã xem cái video review đấy rồi thì các bạn sẽ biết là mình coi quyển đấy nó như là một cú ngã. Nó như kiểu là một sự vấp ngã trong cuộc đời đọc Keigo của mình. Mình nghĩ là nó cũng là một cú ngã trong sự nghiệp viết trinh thám của bác Ý. Tuy nhiên thì mình vẫn quyết định là tìm đọc những quyển sách khác của bác Keigo để như kiểu có một cái nhìn, một cái đánh giá nó toàn diện hơn. Và mình đã quyết định là sẽ đọc quyển này là cuốn Ác Ý. Và sau khi mà mình khoe trên mấy cái group đọc sách là mình đã mua quyển này rồi thì rất nhiều bạn đã vào chúc mừng mình. Có bạn bảo là chúc mừng thím, đây là một trong những cuốn trinh thám hay nhất của Keigo. Nghĩa là như kiểu nó là đỉnh cao, nó thăng hoa trong sự nghiệp viết trinh thám của bác Ý ấy. Ngoài ra thì mình cũng có nghe về một cái điểm thú vị nữa là cuốn Ác Ý này với cả cuốn Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ thì hai quyển này nó được ra mắt ở cái thời điểm nó khá là xem nhau, cho nên là thường rất là hay được đặt lên bàn cân để mà so sánh. Và vì là mình đã đọc cả hai quyển này rồi cho nên là trong cái quá trình review Ác Ý thì mình sẽ thỉnh thoảng nhắc đến Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ. Nếu như mà bạn nào muốn xem cái video review chi tiết hơn của Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ thì mình sẽ để link ở trên này. Mở đầu của Ác Ý thì là một vụ án mạng như bao câu chuyện trinh thám khác. Người bị sát hại ở trong vụ án này là một nhà văn ăn khách ở bên Nhật. Và anh này thì bị giết hại ở trong phòng làm việc vào ngay buổi tối trước ngày hôm sau khi mà anh ấy sẽ bay ra nước ngoài để định cư. Và phát hiện ra xác của nạn nhân thì có hai người. Thứ nhất là vợ của nạn nhân và thứ hai là người bạn thân của nạn nhân. Và người bạn thân này thì cũng là nhà văn luôn và trước đó thì từng là giáo viên. Không như nhiều cái chuyện trinh thám khác là mọi người sẽ kiểu đi một chặng đường dài để tìm ra hung thủ, thì cuốn này giống như là cái cuốn Thú Tội của Minato Kanaye, thì ngay từ cái đoạn đầu chưa đến đoạn giữa thì đã biết hung thủ là ai rồi, và cái quá trình còn lại chỉ là tìm xem là cái động cơ gây án của hung thủ là gì, cái nguyên nhân và cái cách thức gây án thôi. Có một cái điểm mà mình nghĩ khá là tương đồng giữa Ác Ý và Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ, đấy là cái mối quan hệ giữa nhân viên cảnh sát điều tra và cái người hung thủ tình nghi. Cái mối quan hệ nó sẽ hơi đặc biệt, nó hơi personal, hơi cá nhân một chút. Ví dụ như ở trong Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ thì anh cảnh sát lại hơi mê chị vợ của nạn nhân. Trong Ác Ý thì cái người cảnh sát điều tra này đã là đồng nghiệp cũ của hung thủ tình nghi, và nghĩa là đã quen biết nhau từ trước và nó có một cái sự tôn trọng nhất định dành cho đồng nghiệp đàn anh là hung thủ ấy. Tuy nhiên thì ở trong Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ thì anh cảnh sát lại hơi để cái tình cảm cá nhân của anh ý là mà cản trở cái quá trình điều tra, còn cái anh ở trong này thì cũng vẫn khá là tỉnh, nghĩa là tôn trọng thì thôi, biết nhau là biết nhau thế thôi, nhưng mà điều tra thì vẫn phải điều tra. Cuốn này thì nói sao nhỉ? Nếu như mà mình coi Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ là một cú ngã thì cuốn này mình coi nó là một cú lừa. Tại vì là mình trước giờ mình khá là tự tin về cái khả năng phán đoán các cái tình huống ở trong phim truyện trinh thám ấy. Tại vì mình nghĩ mình là một cái người khá là để ý những cái chi tiết nhỏ, thì mình sẽ dựa vào những cái chi tiết đấy cũng như là một số những cái hiểu biết của mình về tâm lý con người để mà mình đưa ra được cái kết luận cho vụ án. Đó cũng là lý do tại sao khi mà mình đọc Sự Cứu Rỗi của Thánh Nữ thì mình cũng đoán được khá. Tuy nhiên thì chính cái sự tự tin và những cái sự để ý chi tiết này của mình thì nó đã khiến cho mình bị lừa lên lừa xuống ở trong quyển Ác Ý. Nghĩa là tác giả sẽ đưa ra một số những cái chi tiết và mình cứ lót ta mình bám vào những cái chi tiết đấy, trong khi mình không biết là bác Keigo đã cố tình sắp đặt những cái tình tiết đấy để đưa mình cũng như là người đọc vào trong. Ví dụ như ở trong này nó có nhắc đến về một con mèo, và con mèo thì nó cũng xuất hiện ngay ở trên bìa sách, màu lông nó gần như là chìm với màu của bức tường luôn. Thì kiểu ngay lập tức cái sự Conan ở trong mình mới suy nghĩ là nếu mà đã con mèo vừa xuất hiện ở bìa mà con mèo nó còn vừa xuất hiện ở đầu truyện thì chứng tỏ là nó phải là một cái mấu chốt để mà phá giải vụ án. Tuy nhiên thì mình càng đọc và mình càng phát hiện ra là không, mình bị lừa. Và một cái lý do chính khiến cho mình bị lừa, mình nghĩ là do cách sử dụng ngôi kể của bác Keigo trong quyển này. Ở trong Ác Ý thì bác Keigo sử dụng ngôi kể thứ nhất là ngôi tôi, nghĩa là cái câu chuyện này nó sẽ được kể dưới góc nhìn của hai người kể lại. Thứ nhất là của người bạn thân của nạn nhân là một cái người nhà văn đó, và thứ hai là cái góc kể của viên cảnh sát điều tra. Cái này thì nó đưa cho mình một cái cảm giác tự tin hơi có phần ảo tưởng là thế là mình biết hết mọi thứ rồi. Tại vì nếu như ở trong Sự cứu rỗi của thánh nữ là ngôi kẻ thứ ba, là đứng từ ngoài nhìn vào thì kể đến đâu thì biết đến vậy, nhưng mà đây là ngôi kẻ thứ nhất thì mình có cảm giác là mình đã đi được vào sâu ở trong nội tâm, ở trong suy nghĩ của những người được nhắc đến ở trong câu chuyện này ấy. Thế là lúc ấy mình sẽ kiểu thế là mình biết hết người ta nghĩ gì rồi, người ta không nói ra ngoài người ta nghĩ như thế này. Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là một sự lựa chọn các cái chi tiết thôi, có những chi tiết nó có thể là không thật, có chi tiết là chưa được kể ra các thứ. Thế là đến lúc mà mình đọc đến càng gần cuối thì mình cảm giác là mình bị lừa lên lừa xuống ấy. Có những lúc mà mình tưởng là mình đã đoán ra được động cơ gây án rồi thì lại kiểu vèo một phát mọi chuyện nó lại không như mình nghĩ. Và như mọi người cũng đã biết, khi mà mình đọc sách thì bên cạnh nội dung chính của chuyện thì cũng sẽ có những cái tình tiết khiến cho mình liên hệ đến các vấn đề khác. Nhiều khi là liên hệ trực tiếp với cả bản thân, hoặc nhiều khi là đơn giản là liên hệ đến những cái vấn đề ngoài kia ở xã hội, cuộc sống các thứ. Và ở trong quyển này thì cũng thế, nó có hai chi tiết khiến cho mình cũng suy nghĩ một chút. Cái chi tiết thứ nhất là cái lúc người bạn thân của nạn nhân là nhà văn ấy, thì ông ấy đã ghi chép lại cực kỳ là tỉ mỉ, rõ ràng và chi tiết mọi thứ liên quan đến vụ án ở ngay trong cái đêm mà diễn ra vụ án. Đáng lẽ ông là bạn thân của nạn nhân thì ông ấy phải đau buồn suy sụp không làm được cái gì ấy, nhưng không, ông ấy vẫn rất là tỉnh táo để ông ấy ghi chép lại hết mọi thứ thành một cái bản tường trình cho cảnh sát đọc và lấy thêm tư liệu. Ông ấy đã giải thích là ông ấy có thể làm được vậy bởi vì một cái nó gọi là bản năng nhà văn. Nhà văn thì họ hay có xu hướng là họ sẽ ghi lại tất cả những gì xảy ra xung quanh họ, họ nhìn thấy gì, họ nghe thấy gì, họ cảm thấy gì, thì đó là cái bản năng nhà văn. Thì nó cũng khá là hợp lý đối với mình, tại vì là mình đã từng nghe đến cái nó gọi là bản năng nghề nghiệp, nghĩa là khi mà bạn cực kỳ là yêu thích và cực kỳ tâm huyết với cái công việc của bạn ấy, thì đến một cái tình huống nào đó thì cái bản năng nghề nghiệp thì nó sẽ trỗi dậy, nó dominate, nghĩa là nó vượt qua hết tất cả những cái gọi là phạm trù đúng sai về những chuyện là bạn nên làm hay không nên làm, những cái phạm trù đạo đức ABCXYZ. Lúc đấy chỉ có là làm thế nào để hoàn thành được đúng công việc, đúng với cả cái chức trách, cái sứ mệnh mình được giao thôi. Và thế là đến lúc đấy thì mình mới nhớ đến một cái bức ảnh hồi xưa được giải Pulitzer. Cái bức ảnh thì nó có tên là Kiền Kiền Chờ Đợi, được chụp bởi một phóng viên ảnh tên là Kevin Carter. Thì cái bức ảnh đấy là chụp một đứa trẻ ở châu Phi gầy trơ xương và đang sắp chết rồi vì kiểu bị đói quá ấy. Và ngay bên cạnh đứa trẻ đấy thì là một con kiền kề, nó đang chờ sẵn đứa trẻ để chết để nó sẽ lao và nó ăn thịt. Thì cái bức ảnh đấy sau đấy nó đã đạt được giải Pulitzer bởi vì nó đã phản ánh một cái hiện thực rất mạnh mẽ về nạn đói nghèo ở châu Phi. Tuy nhiên thì cái người tác giả là cái người phóng viên ảnh đấy cũng đã nhận được rất là nhiều những cái sự chỉ trích. Có một cái làn sóng phẫn nộ chỉ trích anh này là tại sao mà thấy đứa trẻ thì không cứu nó mà lại chỉ chăm chăm đi chụp ảnh. Và sau đó thì Kevin Carter cũng đã bị gọi là quá áp lực và thế là đã tự tử. Thì cái đấy nó cũng là một cái bản năng nghề nghiệp, nghĩa là với những cái người làm báo ấy, những người đặc biệt là phóng viên ảnh thì cái khoảnh khắc rất là quan trọng, và khi họ nhìn vào cái tình huống thì họ chỉ nghĩ đến cái việc là bây giờ làm thế nào để chớp được cái khoảnh khắc đấy, để hoàn thành được cái trách nhiệm của một người làm báo là phản ánh sự thật thôi. Đó thì đơn giản là tự dưng mình lại liên tưởng đến cái gọi là bản năng nghề nghiệp trong cái vụ của Kevin Carter. Cái chi tiết thứ hai, cái này thì hơi spoil cho nên là nếu ai chưa đọc thì skip đoạn này đi ha. Cái tình tiết mà mình muốn nói đến là một trong những cái động cơ gây án. Thì hung thủ nói là ông ấy ra tay giết hại nạn nhân bởi vì ông ấy quá bức xúc dồn nén. Tại vì là khi còn sống thì nạn nhân đã ép hung thủ là phải viết chuyện cho ông ấy nhưng mà sẽ không được để tên thật, và cái người nạn nhân sẽ đi cướp hết công lao và là người đứng tên và nhận hết những cái lời khen ngợi. Thì lúc mà mình đọc thì mình thực sự là mình rất là tức, tại vì mình cũng là một người làm về sáng tạo, làm về nội dung ấy, và nếu như các bạn đã làm trong cái công việc sáng tạo hoặc là mình nghĩ bất cứ cái công việc nào khác mà những cái mồ hôi, chất xám, công sức của bạn, tác phẩm của bạn dành hết như là một đứa con tinh thần bị người khác cướp hết và đứng tên thì các bạn cũng sẽ bị bực ấy. Thế là lúc mà mình đọc xong mình tức lắm, xong mình nghĩ mình bảo thì đáng đời nạn nhân và kiểu lại đồng cảm với hung thủ hơn. Tuy nhiên thì mình nhận ra là mọi thứ sau đây nó cũng again, chỉ là một cú lừa. Để hỏi giữa Ác Ý hay là Sự cứu rỗi của thánh nữ mình thích hơn thì mình nghĩ là mình sẽ chọn Ác Ý, mình thích hơn một chút, tại vì là mình chả đoán được mấy ở trong cái quyển này. Mình nghĩ là Ác Ý khá là cao tay trong việc mà lừa đảo, sắp xếp các cái chi tiết để dụ người đọc vào trong. Tuy nhiên thì để gọi là quyển này nó hay xuất thần để đánh giá 5 sao thì mình thú thật là thấy nó vẫn chưa tới. Nhưng mà nói chung vẫn là một quyển sách rất là đáng đọc cho những ai thích về thể loại trinh thám. Cái phần review của mình về cuốn Ác Ý ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này, và cũng đừng quên là ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn like, comment, subscribe và share cái video này để mọi người biết đến kênh của mình hơn. Nó sẽ means a lot to me, rất là có ý nghĩa với mình. Ngoài ra thì Covid đã quay trở lại với nước ta. Mình hy vọng là mọi người sẽ rửa tay thường xuyên, thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang ra ngoài đường, và nói chung là stay safe and take care. Thế nha, bye.